Nguyệt nhà em á. Ừ thì nó toàn chơi với con trai. Ừ nó ghét con gái sao, nó chả thèm chơi con gái gì cả. Ừ tại vì nó là con gái á, nó thích chơi với con trai, mấy thằng đấy nó thích mà nó mà. Sao nó yêu con gái đâu mà yêu con gái chị vớ vả vẩn. Ừ nó là con gái nó phải thích con trai chứ. Bảo bây giờ em còn cấm yêu đương, đang học hành yêu đương gì mà yêu đương. Ừ, ừ biết rồi. Này chị đừng vớ vẩn đột thổi con em lung tung nhá. Nó con cái đàng hoàng ấy. Ê Nguyệt. Này con đang làm gì đấy? Mẹ bảo con là con gái thì nữ tính thiết tha, chơi những cái trò như tập trang điểm, nhảy dây đá cầu vào. Con ra đi đá bóng là sao hả? Ừ, con không thích chơi mấy trò đấy đâu, con thích đá bóng. Này nhá, con gái thì ra dáng con gái đi, dèm dèm vào cái đường này. Mẹ bảo này, mẹ vừa mới nghe cô Tuyết nói, cô Tuyết bảo là ở lớp con toàn đứa con chơi với con trai. Vì sao chơi con trai là sao hả? Không, có con trai mới biết đá bóng mẹ ơi. Này, con là con gái, con phải nhớ con là con gái, con hạn chế gần con trai đi. Lúc về sau lại yêu đương với ấy thì mệt. Bây giờ nhá, tuổi nhỏ thế này không có yêu đương đương đâu nhá. Mà mẹ nghe cô Tuyết bảo là con toàn nhắn tin với cả cái Lan ấy. Nhắn tin với cái Lan mà bảo thấy hận tình yêu vì là gì? Sao lại vì sao hai đứa chơi nhau kiểu gì mà cứ yêu cái Lan là sao? Đâu, con với nó trêu nhau thế, con có yêu nó đâu. Nhớ nhá, con gái phải ra dáng con gái nhá. Quần áo này, mẹ bảo đừng có mặc những cái bộ đồ này, nó giống con trai lắm. Mặc váy vóc nó đẹp vào, hiểu chưa? Đây này, hôm nay mẹ mua cho mấy cái váy này. Mua cho cả cua này, mua cho cả mini này. Rồi á, mua cho cả con này. Đây đây, cái váy tím này mặc lên đẹp lắm này. Bỏ ngay cái bộ quần áo này đi, mặc cho mẹ cái bộ này. Con không thích mặc váy đâu, mặc thế này mới thoải mái chứ. Ôi, sao mà đi đâu mà phải mũ bảo hiểm. Nó bảo cầm vào xong á mặc cho mẹ thử cái váy này cho mẹ. Còn quả bóng này, bóng cứ đi từ sau đứng trước quả bóng, biết chưa? Mai mẹ cho con nó tham gia câu lạc bộ múa ở đấy, là cứ múa mai quay cuồng vào cho mẹ. Không, mẹ phải cho con tham gia câu lạc bộ đá bóng. Không có đá bóng gì hết, đi vào thay váy. Cái cua mấy cả cái ấy đâu, chúng nó ở trong nhà ấy. Đi vào đấy thay váy luôn cho mẹ, biết chưa? Nói đưa ra cho con trai nữa. Ô, nhưng mẹ để ý là mẹ sẽ thấy thôi mà. Nên là đứa con trai
đấy không mặc cái váy này đâu, con không nói tên ra đâu, nói tên ai đó nhột đấy. Nào, Liên khuyên nhá, đừng có trai trai gái gái ở đây nhá. Nhà ba đứa con gái là ba đứa con gái, không có lạc quẻ một đứa con trai nào đâu nhá. Chả có một đứa con trai, chị Nguyệt không mặc đâu, đưa cho con mặc. Nào, Nguyệt nó không mặc tại vì chưa bắt nó mặc được thôi. Còn con nó xanh đỏ tím vàng đủ cả rồi, bây giờ màu này chưa có. Mình nhìn đầu Min kia kìa, nó khác gì cửa vườn trái cây không? Ờ thì em nó bé thì phải cho nó vượt trái cây ở trên cây đấy chứ. Này cầm lấy mặc thử mà xem cái bộ này đẹp lắm. Con Nguyệt này, mẹ bảo đấy, con nghe thấy em chưa? Con làm sao mà ra dáng nữ tính cho mẹ một chút nào. Mẹ ơi, con cái này là chú bà già mà màu hắc tốn thì em con thích cái này không? Nào, cái này mà bà già mẫu mới nhất luôn đây. Ở đấy mà mẹ, còn con nhìn chị con nhá. Nó không có đồ mấy định mấy khi nó đòi mua đồ đâu. Chứ đấy sao mẹ không mua cho chị bộ đồ đá bóng? Con này, không thích váy đâu. Con đã bảo tôn trọng sở thích của con chứ. Đấy, đúng rồi, mẹ phải tôn trọng sở thích của đứa con trai nhá. Đứa con gái chứ. Con dịch ra đi, cứ lê lê cái mồm ra ấy. Này, không, nhà này không có con trai con chiếc đâu nhá. Đừng nhá, bỏ ngay cái câu con trai đi nhá. Con là con gái nhá, con phải mặc váy cho mẹ nhá. Em nếu mà em mau cua mà nó không đòi váy viết nhiều là thật nào mẹ em đắt nó mặc váy á. Nhưng mà con chưa bao giờ từ nhỏ đến lớn cứ mẹ mua váy về toàn vứt đi rất là phí tiền. Mà mẹ nghe thiên hạ người ta đồn rồi đấy. Thiên hạ người ta đồn mà cái nhà này, cái con Nguyệt này nó yêu con gái. Rõ ràng là mẹ đẻ con trai, đơn đẻ con gái đâu, vì sao lại yêu con gái? Mẹ yêu con gái mà, yêu mẫu mà. Này, em đi, mẹ tôn trọng sở thích của con chứ. Mẹ nghe người ta ơi. Thôi, em chỉ nói sự thật thôi mà. Thôi, con nói trước, cổ đấy không ai đó không mặc đâu. Nên là, thôi, tốt nhất con đi ra đây tí. Nếu không mặc thôi cho con nhá. Nào, váy vẻ ganh ganh mẹ ơi, váy em chắc chờ mấy con rồi. Váy may Elsa thì vừa với con, tí con mặc nhớ chưa? Vâng. Còn cái váy này, tí con định chị Nguyệt là chị Nguyệt mặc cho mẹ nhá. Vâng. Nhá, để chị Nguyệt ra sáng con gái chứ mẹ đi đâu mẹ cũng nghe người ta bảo nhà mình có thằng một thằng tomboy mẹ ngại lắm, biết chưa? Vâng. Đây con để đây, tí chị Nguyệt vào con định nhớ chưa? Vâng. Chị Nguyệt thích nhất con, thế nên con định làm sao chị Nguyệt thích con mặc cái váy này nhá. Vâng. Nguyệt ơi, sao nay nhìn cậu buồn thế? Hay là mẹ cậu chưa chấp nhận cái này của cậu à? Ừ đúng rồi, mẹ tớ nhá, vừa tớ ra tớ bảo là tớ không thích mặc váy, xong rồi mẹ tớ cứ bắt tớ phải mặc váy này kia, mẹ tớ không tôn trọng sở thích của tớ. Thôi tớ nghĩ cậu lên nói sự thật với mẹ cậu đi chứ. Bây giờ cậu cứ lửa trai lửa gái thế thì mọi người càng bàn ra tán vào, mẹ cậu còn không biết rõ, mẹ cậu càng bắt cậu làm con gái hơn ấy. Không được đâu, bây giờ tớ mà nói nhá là kiểu gì mẹ tớ cũng đuổi tớ ra khỏi nhà. Kim trong bọc lâu ngày cũng lòi ra. Hóa ra là con trai à. Thôi cố gắng lên. Và để em mau bảo mẹ cho chị biết sự thật nhá. Đi chơi đi nhá. Nguyệt bây giờ cái cua nó biết rồi, làm nào bây giờ? Thôi tớ nghĩ là kiểu gì về nó cũng biết xét với mẹ tớ, bây giờ làm sao bây giờ? Tớ nghĩ là cậu lên phi về trước để nói chuyện với mẹ cậu đi. Chứ nó, nếu mà nó chắc chắn nó sẽ thêm mắm dặm muối vào đấy. Ừ thế thôi để tớ về nhá. Ừ nếu mà có chuyện gì nhắn cho tớ nhá. Ừ. Bye bye. Quyển gì này? Sao quyển này giống quyển của cái Nguyệt mình mua cho nó thế nhở? Đúng rồi này. Rồi, quyển sổ đẹp này đi vứt ra đường là sao? Trời ơi, còn mới tinh đây này. Cái gì thế này? Mình thật sự bất lực quá rồi. 12 năm sống trong hình hài con gái, mình chỉ ước được trở thành chính mình thật nhanh. Mẹ ơi, con cũng muốn là gái yêu của mẹ, nhưng sự thật con chỉ đang mang hình hài con gái, còn giới tính thật là con trai. Rất nhiều lần con muốn nói ra sự thật này cho mẹ nghe, nhưng với định kiến xã hội, làm sao để con nói ra bây giờ? Cái gì mẹ này? Mẹ ơi, con có chuyện này muốn nói này, bất ngờ lắm. Mẹ ơi, con có chuyện quan trọng muốn nói. Nói gì? Thật sao? Chị nói em đến trước, chị đừng có nói em đến trước thì em nói chuyện. Chị của em quan trọng hơn. Mẹ ơi, thật ra chị Nguyệt là con không phải là con gái. No. Con không phải là con gái thì con là con gì? Con là con trai mẹ. Cái gì mà là con trai? Mẹ đẻ ra con thân hình con gái như thế này, sao con lại có thể là con trai được? Con bảo mẹ rồi mà, nhà mình đã có là một đứa con trai, mẹ cứ không tin. Con nói trước để mẹ chuẩn bị tâm lý nhưng mẹ không nghe đâu. Mẹ ơi, sao con lại là con trai? Mẹ đẻ con ra con gái như này, sao con lại là con trai à? Con biết con là con trai, mẹ xấu hổ như thế nào không? Bao nhiêu năm dù có nghi ngờ, mẹ cũng không dám chấp nhận đấy là
con, bây giờ mẹ nghĩ là con vẫn có thể thay đổi mà. Con cứ mặc váy như em cua đi, con cứ đi quốc như em cua đi, xong dần con sẽ nghĩ con là con gái mà. Con lừa con, mẹ xin lỗi mẹ. Làm sao mà con lừa chứ, đấy là do con mà. Mẹ để con là con gái mà. Mẹ ơi, nói bây giờ thì cũng quá muộn rồi. Con khuyên mẹ từ mấy năm trước nhưng mẹ có nghe đâu. Con là em mà sao con không bảo chị con? Con nghe chị con lâu rồi, vì sao con không bảo là chị ơi chị mặc váy giống em đi. Chị đừng có làm như thế, xấu hổ bố mẹ, xấu hổ với họ hàng, con biết không? Ai bảo mẹ tinh mua cho con váy xấu nên con cũng chả muốn chị ngoài mặc váy đi à? Oh no. Ơi, cầu mong con đây, con có thể cứ làm con gái được không? Không được mẹ, con không muốn làm con gái đâu. Chứ bây giờ mẹ mà đi nói với người ta là con là con trai thì người ta sẽ cười vào mặt bố mẹ đấy con ạ. Mẹ ơi, thời đại nào rồi, rất nhiều người giống con, đổi riêng một mình con đâu. Rất là nhiều người giống con, nhưng người ta đâu có nói ra sự thật. Vì sao con phải nói ra sự thật với mẹ làm gì? Con cứ trả vờ không được à? Ôi dồi, mẹ ơi, mẹ hai năm là quá muộn rồi. Mẹ ơi, có chuyện gì nào mẹ? Con cháu cháu cô ạ. Mẹ có biết rồi à? Ôi dồi ơi, người yêu đến hỏi thăm đây à? Ô, tưởng yêu chị Lan, sao giờ lại yêu chị Miu lần này? Hay là chị Miu trắng hơn, xinh hơn, ăn mặc đẹp hơn, thì yêu à? Này, em yêu sao ấy? Đây là bạn của chị, không phải người yêu của chị đâu. Đâu phải đâu, xinh như thế kia cơ mà. Ô, chị Miu, sao chị Miu không mặc váy vào chung? Em có bằng chứng gì không? Em có, chiều chó nhau này, rút bim bim như nhau ăn này. Ui giời, đi tình cảm quá chừng à. Bọn chị chỉ là bạn thân thôi, em đừng có vu oan giá hại như thế nhá. Ôi giời, tin gì cái mồm mấy đứa tomboy. Này, chẳng lẽ cứ đút bim bim cho là người yêu à? Đúng rồi mà, đút đồ ăn cho nhau là người yêu mà. Em thấy trên mạng nhá, có khi đút đồ ăn xong rồi còn đút lòng mồm cơ. Sao chị Miu không làm như thế cho tình cảm? Em đừng có nói thế nhá. Người trong nhà em nói thế chả qua chỉ thương Ánh Nguyệt, chỉ là bạn thân của Ánh Nguyệt thôi. Ôi giời, thương ơi, mấy đứa em đi. Nhà đã rồi lắm rồi, ở đây mà cãi nhau à? Cháu biết là khi nghe tin này cô rất sốc, nhưng mà cháu muốn nói rằng cô nên hiểu Nguyệt hơn. Cô đã bao giờ đặt mình vào Nguyệt chưa? Con Nguyệt nó đau khổ, nó giấu cô biết 12 năm nay rồi. Cháu nghĩ là cô nên đặt mình vào hoàn cảnh của Nguyệt đấy. Cháu nghĩ là Nguyệt cũng không muốn như thế đâu, nhưng mà sự cố ép buộc thôi ạ. Cô cũng muốn đặt vào hoàn cảnh của Nguyệt lắm chứ. Bản thân cô là một người mẹ, nhiều khi cô nghi ngờ giới tính của con mình, cô cũng nằm suy nghĩ nhiều đêm chứ. Cô cũng trách vì sao cô lại đẻ ra cái Nguyệt mà nó không phải là con gái hay con trai hẳn. Cô biết là nó cũng đau khổ lắm, nhưng mà cô không vượt qua được cái nỗi sợ. Cô chỉ sợ thiên hạ nó dị nghị thôi. Nguyệt ơi, mẹ biết con như này là con đau khổ lắm. Mẹ cũng xin lỗi con vì không đẻ ra con được như các bạn. Con không được sống đúng giới tính của con. Nhưng mà bây giờ mẹ khó mà chấp nhận được. Con sẽ là một đứa con trai á. Con mẹ ơi, bao nhiêu người giống con họ vẫn sống hạnh phúc được bình thường mà. Nhưng mà con chắc là con hạnh phúc không? Khi mà con nói thật cho mọi người biết là con trai, sẽ rất là nhiều ánh mắt chỉ trỏ vào con. Họ coi thường con, họ chế nhạo con. Con có nhìn được người ta như thế không? Con có chấp nhận được điều đấy không? Mẹ ơi, cuộc sống là không có gì nó không vượt qua được cả mẹ. Nếu mà con nghĩ là con vượt qua được, thế thôi mẹ cũng sẽ cố vượt qua với con. Mẹ không sợ định kiến xã hội nữa. Mẹ sẽ ở bên cạnh con. Con yên tâm. Thế thì từ ngày mai mẹ sẽ không ép con là con gái nữa. Mẹ không bắt con mặc cái váy nữa. Nhưng mà con phải hứa với mẹ, con phải sống thật tốt biết chưa? Vâng ạ. Sao mình ghét chị Nguyệt lắm mà cứ nước mắt cứ rơi trôi hết đàn nhỉ? Không biết mình tiết kiệm được bao nhiêu tiền đấy để mua lọ kem nền xịt, nhưng mà thôi, phải mua quần áo cho anh trai rồi. Người yêu ơi, đợi em mua kem nền mới nhá.